Vâng, vừa một đoạn nhạc em thử chất âm của mẫu lọc xì Tamashii Pro 2231 các bác nhé. Đây là cái video em làm theo rất nhiều yêu cầu của các bác anh em sau buổi livestream ngày hôm trước. Livestream hôm trước thì em có quay mẫu lọc xì size 3U này đây, hàng chính hãng của Tamashii Pro. Thì anh em có yêu cầu test thử chất âm xem là nghe có hay không. Thì em cũng thử đây với loa full thôi các bác nhé, loa full chứ chưa phải là loa nghe nhạc. Nếu như các anh em nào mà mua lấy em này về nắp mà nghe nhạc qua những cái dàn nghe nhạc của bác thì quá tuyệt vời rồi. Hàng chính hãng thì các bác yên tâm về chất lượng. Em cũng đã vừa test thử cho các anh em rồi đúng không? Nghe rất là hay, tiếng bass, tiếng chép rất là mượt mà. Đấy. 31 giả cần một một vế các bác nhá, tổng là 62 cần. Để trả lời luôn cho bác anh em có thể đang xem video, rất nhiều các anh em thì có hay gọi nó có đủ có đủ 62 cần không? Đây thì đủ các bác nhá. Đấy, các bác có thể bắt đầu từ 20 đến 20k đấy nhá. Và chỉnh bát trung chép thì cái này em có thể là đây nhiều anh em sẽ lấy mẫu này về các bác về chỉnh thì anh em mới chơi. Cái này thì các bác xem những video mà anh em hướng dẫn chỉnh đọc xì chắc là chi tiết hơn. Nhưng em nói sơ qua một chút về các nút chức năng chẳng hạn, hoặc là chia khoảng ra để cho các bác anh em có thể dễ hiệu chỉnh hơn nhá. Cái này thì về anh em nghe và chỉnh trực tiếp theo ý thích của mình nó sẽ hay hơn. Thường thì em sẽ căn chỉnh với lại bát từ 20 đến 500. Nhưng mà nói thật các bác luôn thì ít dòng loa có thể nó chạy được dưới cái giải từ 63 hay 50 trở xuống lắm. Ít dòng loa lắm, nghe nhạc đấy, thường thì thế nên các bác hay bấm lao cắt này để nó cắt giải tần thấp đi. Đấy, thì nó ăn ở 63 đến 500. Còn dạo sau giải sau cái giải 500 này đến là khoảng tầm 2 đến 2,5k thì nó ăn vào giải trung các bác. Còn phía sau nữa thì nó giải chép. Rất đơn giản thế thôi. Còn cái nút mà anh em hỏi nhiều nhất là cái nút đầu tiên. À, anh em hay bị nhầm nữa cái nút EQ bypass này. EQ bypass này các bác hay ấn vào cho đèn nó sáng. Lọc xì thường thì các bác phải nhả ra quá nhá. Cái nút EQ bypass này, đấy, các bác phải nhả ra thì nó mới hoạt động. Còn các bác nhấn đỏ vào thì nó chỉ cho nhạc chạy thẳng qua quá. Đấy. Những cái nút chức năng cơ bản thế. Có nhiều anh em biết rồi thì các bác có thể thông cảm nhé. Cái này chỉ sơ bộ thẳng qua cho các bác anh em mới chơi một chút xíu thôi chứ không có gì cao siêu cả. Quay lại một chút để phía sau cho các bác anh em nhé. Ở phía sau thì nó có các cổng đầu vào, cổng đầu ra thì ở đây có đầy đủ cổng đầu vào luôn rồi. Đầu tiên là các cổng ca lông đầu vào này, input đây, hay là cổng 6 ly. Cổng 6 ly đây và có cả jack cài, cổng jack cài dây thì các bác nhé. Có thể sử dụng bất kỳ cái nào cũng được các bác. Bởi vì những cái này thì nó gần như nó song song nhau thôi. Thay đổi các cổng đầu vào làm sao cho thuận tiện dây jack của bác thôi. Tương tự như thế là cổng đầu ra. Jack cài, dây các 6 ly và jack ca lông. Những cái jack cài của những dòng lọc xì thì gần như nó cơ bản nhá. Còn những hàng xịn thì luôn luôn nó phải có thêm cái jack cài này. Đấy, cái đống xoáy tô vít này, ốc này đây. Các bác cứ để ý xem. Đấy, các bác nhìn đây thường thì nó dòng lọc xì hàng chính hãng hoặc là lọc xì hàng cao cấp thì nó sẽ có những cái này. Và về tem mác hàng chính hãng rồi, không thể nào thiếu được những cái tem cào đúng không ạ? Đây, em quay cụ thể cho bác luôn. Quay này quá nhìn xuôi nó dễ hơn này. Quét mã để xem hàng chính hãng. Còn đó, rất chi tiết trong cụ thể thôi. Nọc xì thì những mẫu này thì đa số là test nghe test thử chất âm cho các anh em nghe thử thôi, thì một đoạn video em đã test cũng khá là dài rồi. Còn nếu như anh em có nhu cầu mà yêu cầu là để hướng dẫn để chỉnh chi tiết hơn, một là các bác có thể gọi điện trực tiếp qua số điện thoại bên em. Hai nữa các bác em có thể là gửi video hướng dẫn chi tiết cho các anh em thì nó dễ hơn. Đấy, chứ nói trên video này nó khá dài cho các anh em thì thành ra anh em xem lại hơi lâu. Đó. Mẫu này thì em có để giá trên phần tiêu đề cho bác anh em. Giá cực kỳ êm luôn với nọc xì hàng chính hãng nhưng mà giá lại cực kỳ mềm. Các bác có thể theo dõi trên phần tiêu đề nhé. Anh em có nhu cầu thì các bác gọi điện trực tiếp hoặc các bác chỉ cần nhắn tin trực tiếp luôn qua hai số điện thoại của bên em là chốt nọc xì 2231 đấy. Ví dụ thế nọc xì chính hãng Tamashii 2231 là bên em sẽ có người gọi điện liên hệ lại để tư vấn và chốt đơn cho bác anh em. Các bác đang xem video thì nhớ cho một nút like đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn em.